Kỳ Thú. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chặng 11 của cuộc đua kỳ thú. Cuộc đua kỳ thú. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chỉ còn 3 chặng đua nữa để lần lượt loại từng đội chơi về đích cuối cùng và tìm ra đội thắng cuộc trong mùa giải đầu tiên.